Xin chào anh chị em người dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video hôm nay chia sẻ cái cách khắc phục xử lý con chim hút mật tự cắn lông đuôi, tự cắn lông cánh, tự cắn giò của nó. Những bạn nào đang gặp trường hợp này hãy theo dõi kỹ video. Những bạn nào chưa gặp trường hợp này hãy lưu lại video lúc cần mình xài tới. Các bạn nuôi chim lâu ngày chắc chắn sẽ gặp, nhất là con chim hút mật các bạn. Trường hợp này thường có hai nguyên nhân chính là ăn cám quá nóng. Các bạn nôn nóng quá, các bạn cho ăn cám lửa rất là nhiều đó, dẫn tới tình trạng nóng con chim nó phá các bạn, nó cắn lông giò đó, cắn lông cánh. Trường hợp thứ hai là do rận mạc cắn các bạn. Hai trường hợp này là nguyên nhân chính để gây ra cái tình trạng là nó cắn lông đuôi, cắn lông cánh các bạn đó. Trường hợp thứ nhất ăn cám quá nóng các bạn đó, ăn cám quá nóng thì mình phải cho thêm trái cây à, các bạn cho ăn thêm cam này, nho này à, rồi những cái trái cây rừng là tốt nhất à, cái trái cây mà nó mát đó các bạn. Cam là nó có vitamin C rất là tốt. Các bạn cho ăn cám nóng nhưng phải cho ăn thêm trái cây à, để nó giảm bớt cái độ nóng nó lại. Còn không thì mình phải pha cho các bạn một bịch cắm lửa, các bạn pha vào hai bịch cắm dưỡng à, để nó pha lẫn lộn vào cho nó giảm bớt cái độ nóng nó lại, không là nó sẽ cắn hoài nha các bạn. Thứ nhất là do nguồn cám, thứ hai là mình cho ăn trái cây các bạn. Đó, các bạn cho ăn trái cây thường xuyên à, thay đổi thường xuyên nha các bạn à, ví dụ một tuần mình cho ăn ba loại trái đi, cái cam, cái nho à, rồi cái bơm, cái táo gì đó các bạn à, cái trái gì mà cứ ngọt ngọt là chim hút mật đều ăn hết nha các bạn à, mềm nữa cứng nó không ăn, không có gặm được. Còn trường hợp thứ hai là mình phải tắm nha các bạn à, nếu mà do rận mạc cắn là mình phải tắm. Con chim mình nuôi lâu ngày cũng giống như con gà đó các bạn, tự nhiên nó có mạc, có rận, có cắn, ngứa ngáy bắt đầu nó phá lông à, cũng có một trường hợp nhưng mà ít lắm, trường hợp thứ ba là ít lắm. Trường hợp thứ ba là nó bị thiếu cái canxi các bạn à. Trường hợp thứ ba là trường hợp thiếu canxi ở trong lông á, là nó bị sâu lông. Trường hợp sâu lông thì thường á, là nó một mùa lông nó thay lông nó sẽ hết à, các bạn. Trường hợp đó là nó bị thiếu canxi ở trong lông à, mình phải cho ăn thêm cái khoáng, khoáng là cái bột đá đấy các bạn à, mình phải cho ăn thêm khoáng. Đó là trường hợp thứ ba là ít lắm, ở trên con chim hút mật nó ít, ở trên con cua gáy là nó nhiều nha các bạn. À, mỗi con chim nó có mỗi cái bệnh nó khác nhau. Nên con cua gáy là nếu các bạn không cho ăn đất nè, không cho ăn cát thường xuyên là nó sẽ bị thiếu khoáng à, thiếu canxi ở trong lông, nó sẽ tự sâu lông, nó tự gãy lông. Rồi các bạn, trường hợp con cua gáy là khác. Còn trường hợp ở con cua mật, con hút mật nó ít hơn à, cái tình trạng nó bị ít lắm. Tình trạng ở con hút mật chủ yếu là hai nguyên nhân chính à, là ăn cám quá nóng à, và bị rận mạc cắn. Rận mạc con chim nào ở lâu mình nuôi nhà lâu ngày nó cũng sẽ bị các bạn, ở trong rừng nó cũng bị à, nó cắn nó ngứa ngáy nên mình phải tắm cho nó. Các bạn tắm xong, các bạn mình chia sẻ nè, các bạn tắm xong các bạn nhìn vào cái nước nó có những con rận nó bò nó bơi luôn à, thấy như vậy bạn nhớ like cho mình, nhớ chia sẻ cho các bạn bè của các bạn xem ha à, cái con chim của các bạn vào cái lồng tắm này, tắm xong các bạn sẽ nhìn thấy những con rận, con mạt nó bò nó bơi trong nước luôn đó, nó đục nước ban đầu nó sẽ trong đó, mình sẽ cho các bạn xem thực tế nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng làm theo và nhìn theo nhé các bạn. Đầu tiên thì mình phải có một cái lồng tắm đó các bạn à, lồng tắm chim hút mật à, đây mình có con hút mật bảy màu cho các bạn dễ xem. Đó. À, nó bé tí vậy đó các bạn, nhưng mà rành mạch rất là nhiều à. Để thử xem mà con này cũng đã từng tắm rồi, nó bị cắn đó các bạn. Mình có hai con, mình nó đấu chút thử coi xem nó có hot không.
có vẻ lạ chỗ các bạn. Ở nhà là làm ghê lắm, hai con này kề vô là ngửa cổ. Đầu tiên thì mình phải có lồng tắm chứ các bạn, và nước nha, không có thể thiếu. Tắm là phải có nước. Đây các bạn, mình bỏ nước vào. Con chim hút mật nó rất là thích tắm, nhưng mà nó lại sợ nước nhiều nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Con chim hút mật các bạn đổ nước ít thôi. Đổ nước rất là ít. Rồi, thứ hai là các bạn, cái chai này các bạn mua chỉ hết mấy nghìn thôi, 4.000, mình mới mua hết 4.000 Việt Nam đồng. Ở cái chỗ nào bán mắc lắm là 5.000 các bạn, nhưng mà mình tắm được rất là nhiều lần, không phải một lần nha các bạn. Cái oxy già đó, nước oxy già VP 3%. Đây các bạn đổ vào, các bạn đổ vào một vừa lượng vừa phải thôi. Đây các bạn nhìn mình này, nếu mà mình có cái chum, mình đông một nửa cái chum con chim nó ăn á các bạn. Không, mình đổ, mình chừng tay mình đổ nặn vào đó. Ok đó các bạn, một lượng vừa phải thôi. Còn cái chai này mình xài được khoảng chừng 10 lần đó. 10 lần mà 4.000 thì một lần hết 400 đồng đó các bạn. Ở đó đó, bắt đầu mình cho con chim vào tắm. Rồi mời các bạn xem con chim nó tắm nha. Bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like ha. Mời các bạn xem chim tắm. Làm như vậy là con chim nó sẽ hết giận mặt. Các bạn lưu ý cho mình là phải làm khoảng chừng một tuần nó tắm một lần. Các bạn phải làm thường xuyên trong vòng khoảng chừng một tháng. Con chim phải tắm chừng 4 lần nó mới hết nha các bạn. Đây. Mở cửa là vào thôi các bạn. Cũng có rất là nhiều bạn kêu là con chim của các bạn ấy không có chịu sang lồng tắm. Thì trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp nha các bạn. Mình mở cửa là nó chui sang. Đó, rất là nhanh gọn các bạn. Rất là đơn giản ha. Con chim mình huấn luyện từ đầu rất là dễ, và nó quen rồi thì mình cứ làm theo như vậy là nó sẽ theo cái trình tự như vậy các bạn. Rất là đơn giản đó. Đó, bắt đầu hai em này hót nè. Mà thường là tắm oxy già xong là tất cả các con chim của mình đều hết sạch rồi. Và các bạn, những gì mình biết mình chia sẻ lại cho các bạn. Bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like. Và video đến đây là tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào ạ.